nó cộng thêm đam được, được coi được cái đau của nó thì nó có xứng đáng để mình đăng nó lên không. Nếu không, nếu mà nó lên nó cũng cùi cùi thôi, tôi cho mọi người luôn. Ừ, làm mini game tặng mọi người luôn, cho nên là mọi người nhớ đừng quên bấm like cho video này nhé. Ok luôn mọi người nha, hôm nay là chúng ta lại update update lúc Toilet Tower Defense 8/7 ở lúc nhầm 8/8/17 các bạn ơi. Food Karate rồi ti tình cắt sút man các bạn và ti tình men bắp man và coconut karate và ti tình bô bùm bắp man vãi cái đại lực chết rồi. Ok mọi người, uầy những con toilet gì đây, con toilet gì mà con vịt ngay cái chỗ mà ôi ôi này. Rồi đầu loa, rồi dù bãi biếng à. Rồi toilet bãi biếng à, gì đây nè. Rồi tiếp theo là con toilet đầu đầu gà, đầu người này, thằng này nó ăn gì mặc theo nhờ. Vãi đàn thằng trước này à. Ok, và tiếp theo là unit xương cây xương rồng. Ai cha 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 cha, chỗ chứ. Vãi cái đàn thằng trước này. Rồi và bây giờ thì mình để xem ở trong phần này để coi đang xem gì. Ui. Trước tiên đã mắt mình nó có một cái hộp. Ui. Hộp 0.1% là con Titan Custom Man các bạn ạ. À. Ui. Hiện tại chỉ có 5 người sở hữu con này thôi và đi đam của nó là nhiều 1.100.000 đam ở đâu không 100.000 ở đó không 110.000 đam các bạn nghèo nhầm mọi người ơi. Trời ơi, và đi GS của nó là cũng 110.000 đam luôn. Và tiếp theo là con 1% là con 1% là 120.000 đam. Ok, cao đao của nó là 2 lần 2, con này là 1 nè. Ui ôi. Ok, con này là đam AOE, con này là đam nổ nè, đây đam AOE nè, và đam nổ nè. Ấy à không, à đây đập được mục tiêu. Ai chà mà 399 rồi bước một hộp thì hơi chu lề chu lõm nhỉ. À và tiếp theo là cái hộp tiếp theo đấy chính là hộp coconut. Hộp cô cây dừa các bạn, hộp gọi là hộp trái dừa mọi người ơi. Thì con cô nấp 1% này, ui 520 người có, nhưng mà quan trọng là tại sao robot nó mắc thế. 1999 mà mắc thêm bủa thì sao mà mới sở hữu được. Cái kiểu này là không được đâu. Kiểu này là thôi. Xin về việc cũ. Vâng. Và để xem thử như thế nào. Ok, và trước tiên là hai con đi đấy các bạn ạ. Và đợi coi thử con nào có xeo xeo không. Ui, nó không có con nào xeo bằng robot hết cho bạn người ơi. Kiểu này là hơi bị toang rồi. Ai chả chưa. Ui dồi, kiểu này là mình phải vào trong phần gọi là chai Blaza. Đấy. Mình xem là có cái ai xeo hai con này hay không. Để mình húp với bạn ạ. Ai sẽ để mình review cho mọi người xem. Đấy, tầm hiếm lắm đây các bạn ạ. Và nếu như mọi người muốn sở hữu một trong hai con này hay là những con clip mới trong bạn đây ấy, chẳng hạn như con Titan bấm búp mà man ấy, thì ở dưới bình luận đi. Ok, rồi. Và bây giờ mình sẽ vào trong phòng mắc kẹt Blay, Blake. Vâng. Cái trình tiếng Anh của mình ấy nó đỉnh cao cho nên các bạn là đừng có khen mình nhá. Thì trước tiên thì cái thằng này bán một hộp thì 1.000 game thế này, anh gấp à. Sao vậy? Ok mọi người, thì hiện tại là mình không thấy con xương rồng này đang sell. Nhưng mà mình thấy cái con nhiều nhỉ, cái con này 75.000 game nó đang sell các bạn ạ. Ấy chà chà. Hình như là thanh niên này là thanh niên Mr. Beast. Ấy chà chà, Mr. Beast ơi. Mr. Beast chạy đi. Mr. Beast chạy đi đừng ngại gì. Chạy đi Mr. Beast ơi. Đừng ngại Mr. Beast ơi. Mr. Beast chạy đi nào. Ơi các thằng treo hơi chạy. Ê 70.000 game mọi người ạ. Ây chà chà. 70.000 game Sozo à. Ok để xem nào. Để xem nào Sozo à. Sozo này. Sozo cũng không chịu luôn. Zit này cũng không chịu luôn. 70.000 game. Mình có nên mua ngay và liền không nhỉ? Nếu như mình bây giờ mua cái con này ti tính bum manh này mình test cho mọi người xem đấy. Ok, và bỏ 70.000 game ra để mình review cho mọi người xem. Liệu có xứng đáng để mọi người bấm like cho video này không? Cho nên là mọi người trước khi video mình mua cái này, mọi người bấm like mạnh tay cho video này nha các bạn ạ. Nhưng mà mình chắc là video này tôi sợ nó sợ flop rồi mọi người ơi. Tôi nghĩ là tầm 80% là video này flop rồi, mình tôi kệ. Đấy, tôi làm cho những bạn là fan chất lượng, những người là yêu quý tôi rồi xem video này. Đấy, tiếc là cái video này không biết có bị nhiều view không, nhưng mà thôi. Mình sẽ review con này với 70.000 game. À mà khoan, nhưng mà trước khi về mua với con 70.000 game mình thương lượng đấy. Thương lượng lại với cái anh thanh niên này. Ở tận thanh niên này không thèm thương lượng luôn, nó để trong phòng bạn bè mới chay được các bạn ạ. À chà chà. Rồi xong luôn. Ê, rồi mắc luôn cái con đấy rồi. Ngu người rồi, 70.000 game không chịu bây giờ mắc luôn rồi. Ngu thương lượng cái bình đuôi ấy.
Thương gì không thương mà thương ấy, hết cũ. Vãi chưởng ấy. Hình như là ai mua cho một người ăn lắm rồi. Quá tệ. À ta đi. Ê, tì tình bấm mình 65.000 game. À chà chà, thế nên sell lại các bạn ạ. Hình như là con này nó cùi bắp hay gì, thế nên sell lại các bạn ạ. À chà chà, mình có nên review đây không ta? Nên mình review con này mà nó hơi bị cùi là toang đấy các bạn ạ, nó hơi bị to thật đấy. Bây giờ một liều hay nhiều, bây giờ mình cần thương lượng với thanh niên này, nhưng mà thanh niên này nó không cho thèm thương lượng bởi vì phải căng bắn bè của nó mới thương lượng cơ. Bây giờ là chút xíu, bây giờ còn 60 thì có khi là mình còn suy nghĩ lại, nhưng còn 65 thì cũng hay căng, nhưng mà thôi. Bây giờ mình có nên lúc luôn không nhỉ? Rồi, hình như mình nghe thanh niên kia là sale 60k bạn ạ. À, chà chà. Thế kia sale 60k rồi mọi người ơi. Ok. Ok thì mình theo như mình đã ghi là 60k. Tuy tình bốc manh. I am bay. Trời ơi, nhìn hình đen của tôi thông cáo mọi người. Mình có nên mua con này không nhờ? Sao thanh niên này lại sale với 60k một cách dễ dàng nhỉ? Mình nghi ngờ là con này là không ngon. Mình nghi ngờ nha các bạn, là mình không có nói là con này là cùi hay là con ngon như nào. Mình nghi ngờ là con này nó không ngon, cho nên là con thanh niên Soyo này mới sắm sale con này mới 60 một cách nhanh chóng. 60k game không chịu, bây giờ nó mất tất luôn rồi, là khỏi review luôn rồi. Ui, anh này anh cướp à. Hồi nãy 60k, thằng này 189, anh cướp à. Thằng này bảo như mới 67k game. Từ 75k xuống 60k, bây giờ xuống 57k chốt cái đục luôn. Hồi nãy thanh niên kia 55k là ok rồi, mà thôi kệ cái 57 luôn mọi người, bỏ 2k luôn, không sao. Bây giờ mình đi review con này thôi. Cho nên là mọi người đừng quên gọi là thích gì cho mình một like cũng như một cái kênh các bạn ạ. Chứ video này mà flop rồi thôi, tôi không biết nói gì luôn ý, buồn lắm ý. Rồi, lobby. Rồi, và sau một hồi thì mình đã sale mua lẫm con này với 57k. Tuy là nó 7k này chắc chắn là mình khi là mình sẽ lỗ nha mọi người. Mình thông cảm vì con này nó mới. Thôi chấp nhận nó 7k mọi người. Chứ thằng kia bán 189k mọi người, nó đi ăn cướp à. Thì để mình xem lại tí nha các bạn ạ. Theo như mình thì mình cần một con nào đấy chất lượng một tí nha các bạn ạ. Thôi, tiền đi các bạn ạ. Ok, đồng tiền thì nó mới căng các bạn ạ. Ok luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ vào trong một cái phần mục endless. Mình sẽ vào endless, mình chơi nha mọi người ơi. Ok. Rồi, bây giờ thì vào luôn. Let's go. Let's go. 57k game của tôi đây, nhớ bấm like cho tôi đi nha. Bây giờ thì sell, ok. Và bây giờ thì mình sẽ đặt lấy cái bóng của con bình bốc này ra coi này, ti tình bốc bơm bóc man này con như nào. Thì theo như đầu tiên này, con này là ngoại hình tivi ti tình nó to nha. Nó to, nói chung là nhỏ hơn con ti tình bunny một xíu. Ok luôn, con này là 2.200 tiền mới đặt ra. Cao đao là 0.2. Cũng nhanh phết đấy. Nhưng mà nếu mà mình thêm con design thêm men nữa thì sẽ ok hơn các bạn ạ, sẽ nhanh hơn các bạn ạ. Và tí nữa mình sẽ book người coi như thế nào nhé các bạn ạ. Và đợt này hình như là game update, hình như mấy con toilet nó cứ đậm đậm màu lên những kiểu gì, nhìn nó cứ le mắt ấy. Nhìn nó đậm quá, đậm như thế này thì phải cần nhìn gần lại mới để ý mọi người, chứ nhìn xa mình cũng không biết là nó là bao nhiêu luôn. Ok thôi bây giờ thì mình ngồi đây mình cứ xeo xeo ở đây là nâng cấp lên mấy con unit toilet Santa lên, xong mà đủ tiền sẽ đặt cả công ty từng bơm bóc này, bơm bóc này nha các bạn ơi. Đấy. Bơm bóc. Boom bóc. Boom boom boss. Bơm bóc nha các bạn ơi. Đó. Đấy, chua chuẩn quá cơ mà. Chuẩn như thế này thì còn gì bằng. Ok các bạn ạ. Rồi bây giờ thì mình ngồi đây mình cứ đợi thôi. Ok. Rồi bây giờ thì xe con này lên luôn. Ý, không cho con ủa à được mà à được được thêm hai con này được, hai con này được rồi, ok luôn, quá dữ dằn các bạn ơi, cộng 300 lên con này, ok luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đặt tí nữa, mình sẽ đặt một con Mewin ở gần đây nha các bạn ạ, để cho nó đẹp nha các bạn ạ. Tuy là không biết nó đẹp không nhưng mà thôi cứ cài đặt đây để cho nó đỡ chặn nhà mọi người ơi. Này nha, chỗ này nha mình ý ơi, chỗ này nha đẹp, ok luôn rồi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời, ông mặt nạ chà chà rồi, kiểu này là ngon nghẻ các bạn ạ. Ok luôn, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi quay quẩy rồi, quay bảy rồi mọi người ơi. Ok luôn, năm con Santa này lên đấy. Tầm quay quay 9 quay 10 là quay 11 đó, cái khi là mình có thể là mà đạt được cái con ti tiền bơm bóc này các bạn ạ. Ok và sẵn ở đây thì để tí nữa mình làm video này đó, thì mình cũng làm một cái mini game
tại mọi người một cái combo bóp này luôn. Và nếu như và ok, và nếu như mọi người có ý định muốn sở hữu cái combo bóp này thì ở bên Game Slot nha các bạn ạ. À. Ok mọi người, thì em Slot đều có hết nha mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì tiền rẻ mắc hay là xịn sò ngon nghẻ đều có hết nha. Đấy, hỗ trợ trên 24/7 luôn nha các bạn ạ. Ok, nếu như bạn có thắc mắc hay là ý kiến gì nha các bạn ạ. Rồi. Bây giờ thì mình cứ ngồi đây mình cứ đợi thôi. Ok, tầm quay 9 là quay 10 là ok, có thể là sell được các bạn ơi. Quay 9 rồi. Ok, 1.900 các bạn ạ. Ai cha cha. Tầm này là mình sẽ nâng con Satan này lên. Ok, đủ luôn. Tầm này là mình cứ đợi thằng quay 10. Ui giời, quay 10 nó con boss mà. Ấy da, con boss này chỉ là một mũi inox thôi. Chỉ là một mũi inox thôi. Ui giời. Ui giời, điên hết cả tai ạ. Ok luôn. Rồi, 2.200 mọi người. Ok. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt ra như thế nào nhá. Vòng này cũng khá là nhỏ cho nên mình sẽ đặt ở giữa. Ok luôn, mình đặt rồi. Và đam này là đam AOE. Hệ My Stick. Ai chà, con này là con mai thích các bạn ạ, đam AOE và đam lang. Ai chà, ok, phải đam AOE nó hiện tại là mới đầu là 700, hơi cùi nha. Ừ, mới đầu hơi cùi tí. Nhưng mà tốc độ đam của nó, tốc độ đánh của nó là nhanh, 0.25 mới đầu. Ok, mới đầu thì cũng không có gì, nhưng mà khi nâng cấp lên thì sẽ như thế nào. Nếu mà nó cùi bắp thì thôi. Xin luôn. Thế. Xin luôn các bạn ạ. Đấy, nhưng mà chưa gì là mất đặc ra này hơi cùi nha, không khác gì những con AOE bình thường đâu. Ừ. Ây chà, tầm này là cứ đợi thôi, tăng tiền lên cái đá tính sau ha. Rồi, tăng tiền lên. Dữ quá mà. Đấy. Ui, chua quá. Quay 13 rồi. Không biết con này nó có làm chậm làm chó hay là làm gì không, nhưng mà trước tiên là thấy con này là hơi phế phế một tí rồi đấy. Ok, nâng lên. Quay 14 rồi các bạn ạ. Và không biết sau chơi mỗi con này, bây giờ không biết mỗi con này sẽ được bao nhiêu quay, tại vì con này là 1%. Tôi bỏ 57k game ra để lượm nó đấy các bạn ạ. Cho nên đừng tiếc gì khúc này cho mình một nút like nha các bạn ạ. Một nút like thôi. Một nút like của mọi người tôi mà like đi. Làm ơn please. Rồi, rồi, rồi lên level 2 luôn nha mọi người ơi. Level 2 thì nó gắn hai cái lô ở trên like, trên vai của nó. Ôi ôi. Và đam 2.000 các bạn ạ. À chà, 2.000 rồi và làm rộng nó cũng hơi xa hơn tíu rồi. Ok luôn, thì theo như mình thấy là nó đang ok đấy, ổn định các bạn. Quay 15, 16 nói chung quay đầu cũng ổn định mọi người ơi, ổn định phớt mọi người ạ. Và khi nâng lên level 3 thì 8.800 tiền, ấy dạ, hay chua nhỉ. Rồi tầm này là mình cứ đợi sell như nào nhé các bạn ạ. Rồi quay 16 rồi rất là chill luôn. Rồi, không biết âm thanh của con to unit này là như nào, được có bật lên coi, nhưng mình không nghĩ được cái âm thanh của con này nó kêu cái gì. Không có kêu một cái miếng gì luôn các bạn ạ. Ấy chà, thôi kệ, một cái gì đây, nút âm thanh này bấm cho được không? Ủa không được các bạn ơi. Ấy chà. Rồi 2.000 tắt đi. Ok luôn, quá dữ rồi. Quay 17 rồi các bạn ơi. Quay 17 rồi. Quay 18, 19 chắc mình mới 19, 18 thì mình mới nâng lên được level 3 có con bấm bóc màn này các bạn ạ. Ok luôn. Ôi trời, thế chuẩn luôn. Quay 9 là được chuẩn luôn các bạn ạ. Rồi nâng lên hai con này chuẩn bài luôn các bạn ơi. Ok. Rồi. Xin xa luôn rồi. Mini Guntoret và Mini Guntoret. Ôi dồi ôi, hai con này là mới về đầu thôi cho nên là chưa đâu. Nhưng lên chuẩn bị up level 3 coi được như nào. Rồi, ôi không đủ tiền luôn à. Quá trưởng à. Ôi. Quá đáng chứ. Ok thôi không sao. Nâng hai cái này lên. Nâng hai cái này lên. Rồi. Ok. Quay 19 rất là chill. Rất là chill ở trong cái giai đoạn này. Ok 8.000 rồi nhưng mà không đủ 8.800. Máy đạn thì tôi xèo luôn cho nó nâng máy này lên luôn. Tí nữa cho nó chắc các bạn, không sao. Quá thì càng nhiều tí nữa dùng thì càng nhiều thì dễ chơi hơn các bạn ạ. Mutant hay to đến 2.0. 2.0 hay 3.7 hay là 7.9 thì đỡ coi thử con này nó có vượt qua với cái con ở tiền bơm bóp này không. Như một lần thấy thì ai chà, rồi 8.500 các bạn ạ. Ai chà, 8.500 thì mình sẽ con này đánh vài coi là sẽ đi được. Rồi 8.600 rồi. 8.700, 8.800. Rồi, lắm. Vâng, và khi mà lên level 3 thì cái đầm AOE của nó là xung quanh luôn, không phải là trước mặt của nó nữa các bạn ạ. Tầm xung quanh luôn nha các bạn ạ. Thì tầm xung quanh luôn thì ok, nó khá là giống những một con unit Mewin, nó giống con Mewin các bạn ạ. Nhưng mà Mewin thì nó có làm chó, nhưng mà không biết con này nó có làm chậm, làm trúng gì không, làm chó hay không. Nhưng mà theo như mình thấy là không có làm chó gì hết mọi người ạ. Thôi kệ. À, để xem như thế nào. Khi lên level 4 thì 16.600.
Ai cha, con này nó hơi bị hoặc là hơi tốn tiền đi ta. Không được. Ok rồi, bây giờ thì khi mà lên, bây giờ mình sẽ đặt con Design TV Man ở đây để book cho nó nhanh hơn các bạn ạ. Rồi 0.23 giây rồi, nâng nó lên rồi 0.22, 0.22 này. Ok, đánh khá là nhanh, con này là đánh khá là nhanh, đâm AOE mà, cho nên là cũng không chơi gì con này đâu, đâm AOE như này là quá ok rồi. Ok, limit luôn rồi. Ok, 0.19 giây, 0.19 giây nha mọi người, khá là chill. Rồi và bây giờ thì ui ôi, mấy con mini này đánh to thế, ổn hết cả đôi tay. Trời ơi, đứa nhỏ nhỏ này tí coi. Cái con này nó chơi trong im lặng các bạn, nó chơi âm thanh mà nó chơi im lặng quá. Im lặng quá là không được đâu. Ừ. Ấy cha. Rồi, tốc độ đánh phải gọi là linh hồn. À. Rồi tiếp tục đi. Ok luôn. Rồi tập bay 26 mọi người ạ. 26 đi. 26 đi nào mà ly à. Rồi 26 rồi, năng lên luôn. Ok, hiện tại là ơi farm tiền của mình là mắt rồi. Vậy thì để ý thì hiện tại là con bơm bóc này là nó. Ui khoan. Tên là ti tình bơm bóc nhưng mà khi mà đặt ra là bơm bóc ti tình man. Chà. Hình như là admin mới sửa lại nhưng mà nó chưa kịp fix, nó chưa kịp lock các bạn ạ. À chà chua. Rồi mọi người ạ. Ok thôi, cứ để như này cũng được. Cái này cũng được, tên bơm bóc hay là bóc ban là ừ. Ok luôn, rồi quay 27 nào, xem vài con nào mọi người ơi, ở đâu đây. Rồi, đi luôn. Rồi, ok, đang Lily và 4 rồi nha mọi người ơi, let's go, 4. Và khi Lily 4 rồi thì nó mọc thêm mấy cục lá và thêm cái vịt ngay cái chỗ này, uầy. Nó mang cái bao vịt luôn rồi các bạn ạ, à. Chà chà, nó khá là, ôi ơi. Rồi mang cái phao hai cái tay. Và vài cái lá chuối hay là cái chuối nhỉ, hình như cái lá chuối các bạn ạ. Ok, mang vào cái lá chuối. Ui, với khi đang level 5 thì 32.200. Cái con này nó ăn cái gì mà nó tốn tiền thế nhỉ? Tốn tiền như thế này là bắt đầu là không được nha. Nhưng mà thôi được coi từ con này là khi level mắt nó ngon như thế nào. Nhưng mà trước tiên là level mắt của nó là nó giảm cao đao khá là ok đấy. Và nó cộng thêm đam. Được, được coi từ cái đao của nó thì nó có xứng đáng để mình đăng nó lên không. Nếu không, nếu mà nó lên nó cũng cùi cùi thôi. Tôi cho mọi người luôn. Ừ, làm mini game tặng mọi người luôn. Cho nên là mọi người nhớ đừng quên bấm like cho video rồi nha. Mà nãy mọi người biết mọi người bấm like chưa. Mà sợ mọi người xem tới đoạn này. Mà tôi sợ video này, tôi sợ là không có ai xem tới đoạn này luôn đi. Cho nên là ai mà vô tình mà lướt ngang vào đoạn này là bấm like nha mọi người ạ. Đấy, để là giúp mình còn đang có một tổng cộng thêm một động lực nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi bây giờ thì 35.000 game rồi. Đó không 35.000 tiền rồi. Năng level 5 nha mọi người. Năng. Rồi khi năng level 5 thì nó cũng chả có hiệu ứng gì hết. Hình như nó to thêm tí à. Ờ không, nó cũng không chả có hiệu ứng gì hết mọi người ạ. Ờ thì theo mình level 5 thì 15.000 đam. Đam AOE của nó thì ok rộng mọi người. Đam AOE mình nhưng mà cái tâm, sao cái tâm của nó gấp thế. Con này 57.000 game xứng đáng không vậy? Thế mà thằng kia nó siêu 189.000 game mà thằng này mình đang cướp ý. Nói thật. Con này nó tụt dạng là hiện tại mình thấy nó hơi bị cùa rồi đấy nha các bạn. Bắt đầu là hơi bị chê. Ừ chê nhẹ. Ừ cái này con này là phải căng yêu cầu phải tay sức mạnh không thâu là. Con này là thuộc của đàn thuộc dạng là đấy sỏi luôn. Thật đi các bạn ạ. Ờ. Theo mình thấy là con này nó hơi bị cùa bắp rồi đấy. Trước tiên là con này hơi bị cùa bắp rồi mọi người ơi. Ok mọi người ạ. Và cái đầu nó 0.16 và đánh khá là nhanh. Chứ khá là ok ske mọi người ạ. Và bây giờ thêm con con này vào mắt bunny để book các bạn ạ. Tại vì bây giờ thì mình chỉ test mỗi cái con này thôi, tại vì một lần thì mình chỉ test một con này thôi để coi thử cái tốc độ của nó, cao đao của nó như thế nào đấy. Mình test mỗi con này thôi mọi người ơi. Rồi một con rồi, mình đặt ra hai con thì nó có bị giết nhân tích không? Ừ hình như nó cũng không có giết nhân tích lắm, đặt ra hai con được này mọi người. Ấy chà, được chứ bị à. Nhưng mà con này ơi, nhưng mà con này dễ ngủ nha, chơi một điểm trừ mấy điểm luôn, trừ 5 điểm luôn. Gì mình dễ ngủ vậy, đi tiền bơm mắt mì móc gì mình dễ ngủ vậy. Dễ ngủ này gieo luôn chứ làm gì, dễ ngủ quá mà. Thôi búc lên tốc đánh nha. Rồi tốc đánh của nó là mình búc lên là khá là nhanh rồi đấy. Bây giờ là con toilet nó chui vô là đam nó phải được đùng 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 các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà mới quay 36 thôi, đùng đùng như này là cũng chưa là một vấn đề đâu mọi người ạ. Quan trọng là tới quay 7 máy cơ. Nhưng mà nếu mà tới 50 năm máy mà thì có thể các bạn có thể đem con này mà đi Namé thì được các bạn ạ. Ồ đi Namé thì được. Ok và tí nữa mình sẽ đặt ra thử vài con, nhiều con như thế nào nha mọi người ơi. Rồi bắt đầu là có đêm rồi đấy. Quay 37 rồi. Thì mình thấy 37 là nó. Đây cao đao. Cao đao giật khá nhanh nha các bạn. Cao đao vượt giật khá là nhanh.
sale này đây, sale này đây. Đạch ra, đạch ra, đạch ra, đạch ra. Xong rồi đạch con này đi sale này đây, đạch ra tiếp này. Rồi cao đao khá là nhanh nha mọi người. Cao đao nhanh tại vì mình có bút mà chứ không có không có bút là nó không có không đi được tới đây đâu. Thật đấy các bạn ạ. Con này là thuộc dạng là vẫn có điểm chưa nặng. Nó đầu tiên là không có làm chậm làm trón này, dễ ngủ nè, trừ quá trừ rồi mọi người ơi. Nếu như mà mình chấm hiện tại mình chấm cho nó thì tầm 5 điểm nha các bạn. Nhưng mà không biết về sau thì nó có ok không, nó admin nó có bút lại không, chứ chưa gì mà thấy 5 điểm nha các bạn ơi. 5 điểm thôi. Ôi giời, quay 39 rồi mà mình thấy nó vẫn ở được các bạn ạ. Nó được là nhờ cái bút ấy, chứ không có bút mà chắc cũng đi con đi trong lạnh mé luôn các bạn, nó thật đấy các bạn. Đi trong lạnh lạnh quá luôn. Ok luôn, quay 40 rồi các bạn ơi. Ồ, 15.000 dam trên 0.16. Thôi toàn rồi, toàn. Không có con mail, không có con này bút thì đi chắc luôn. Thật đấy. Thật đấy, rồi, glitch. Glitch này qua không? Tôi nghĩ nó glitch này không qua đâu, mấy qua đầu mà qua đâu, tôi nghĩ nó đu vô cái con này nè. Đấy. Xa đâu. Mà nó đu được mấy giây, đu được mấy giây. Đu được mấy giây? Ai chà, nó đu được bao nhiêu giây đâu các bạn? Ờ, có con Mad Bunny nó làm chậm lại tí nữa nè. Khá là ok, tầm AOE rộng nhưng mà tầm AOE nó chật hẹp quá. Yêu cầu là phải nâng sức mạnh lên một tí các bạn ạ. Chứ để như này là bắt đầu là không ổn đâu mọi người ơi, admin ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là admin không thèm xem video này đâu cho nên là tôi nói giống như không à. Ok. Rồi, đấy, bình là toilet này, đấy. Tủ xích của các thứ này nè. Rồi cũng đi luôn. Ôi giời ơi, đi luôn các bạn ạ. Trời ơi, cái gì đây, mấy con nào nó thả bơm, thả bún gì ghê thế. Ok luôn, đam AOE, con này dễ ngủ quá mọi người. Con này chưa điểm nặng luôn. Chưa điểm nặng luôn ý. Cái này phải đặt nhiều con ra mọi người ơi. Và đỡ coi thử, nhưng mà mình test một con thôi mọi người ạ. Tại vì mình test nhiều con quá, có thể là đi tới quay cao đấy. Nhưng mà một con như thế nào. Đấy. Thôi hay làm nhiều con nhỉ. Thôi lỡ lẫm 5-7k, mình phải nhiều con cho nó cháy chứ. Mình sẽ đặt ra bao nhiêu con mình đặt nha mọi người. Nhưng mà con này dễ ngủ không? Dễ ngủ quá rồi, không? Vừa đặt ra là ngủ, chơi bời cái gì, tôi bán bà luôn, trời lộn cái gì. Bán bà luôn chứ còn chơi bời cái gì tầm này nữa mọi người ạ. Đây này. Tầm nói chung diện tích của nó là ok, cũng dễ chơi, dễ đặt. Rồi, nâng này lên hai con luôn. Con này nó được không? Mình đặt xung quanh con bút này, biết nó có bút được không nha. Chưa gì thấy là nó hơi bị bóp sổ này. Chưa gì thấy là nó hơi bị bóp sổ này là mọi người ạ. Trời ơi, nâng lên nào. Rồi, nâng rồi. Một con này nữa. Con này nữa. Ui, cái tầm của nó chật hẹp quá. Thôi xong rồi, thế mà để lọt. Con này trừ điểm nặng luôn, thì cứ khi. Con này cùi quá mọi người. Thôi toang à. Con này bắt đầu là hơi bị toang rồi đó các bạn à. Ngu người. 57k vẫn không xứng đáng nha các bạn à. 57k game vẫn không xứng đáng. Nhưng mà thôi, review cho mọi người xem để biết mọi người có thể là tránh con này. Đấy, tránh con này để mua nha. Con này tầm xứng đáng là tầm mười mấy ca game thôi là vừa, tại vì mới ra mà. Hai mấy ca game, ba mấy ca game. Bảo mua về trải nghiệm được nhưng mà theo như mình là to rồi mọi người ơi. Đấy. Con này cùi quá, này cùi dữ trời. Ok và sẵn thì mình tặng một con này cho mọi người luôn nhá. Tì tình bơm bóc bóc mai nha các bạn ạ. Ok và thì làm sao để tham gia mini game này của mình ấy? Thì đầu tiên các bạn bấm like video này để bắt đầu tham gia video này của mình nha. Tiếp theo mọi người bình luận mình muốn số máy ở phía dưới. Đấy, kèm theo tên game mình có thể gọi là chay qua tặng qua mọi người, gift mọi người qua nha.